Hello, xin chào quý cô chú cũng như các anh chị. Thì ở video trước thì mình cũng có nói với quý vị các bạn để chúng ta ghép một bộ âm thanh dùng bằng đẩy. Thì có những các thiết bị như là nâng tiếng, vang và equalizer, mình thường hay gọi là xì. Thì ở phần 1 mình đã giới thiệu cái nhiệm vụ của một cái nâng tiếng nằm trong một bộ âm thanh ghép của chúng ta. Thì ở trong video hôm nay thì mình sẽ nói chi tiết đến cái vang ở trong cái bộ thanh ghép của chúng ta, vang có nhiệm vụ gì đấy, thì chúng ta tìm hiểu được kỹ thì mình, khi mình đã tìm hiểu được nó có chức năng công dụng gì thì khi chúng ta phối ghép và chúng ta điều chỉnh nó thì nó rất chi là dễ dàng quý vị các bạn nhé. Thì ở đây thì hôm trước mình đã giới thiệu quý vị các bạn là cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm của cái lưng tiếng này, chúng ta đã biết rồi ở video trước nữa, các bạn có thể kéo xuống video thì chúng ta xem cái phần 1. Còn phần 2 này, nhiệm vụ và giải pháp của cái vang của chúng ta. Thì cái vang được thiết kế và lắp đặt trong một bộ âm thanh ghép này của chúng ta có nhiệm vụ là để phối trộn cái lời ca, nghe là cái lời tiếng mic của chúng ta cùng hòa với tiếng nhạc để làm sao cho nó phối hợp với nhau, được hát hay và tiếng âm thanh trung, âm thanh cao hòa quyện với nhau để chúng ta sử dụng phối hợp được. Thì ở các cái vang này nó có cái chức vụ, nhiệm vụ và cái chức năng gì thì chút nữa thì mình sẽ cùng quý vị và các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Thì mình cũng nói qua để quý vị các bạn biết hiểu về cái vang có nhiệm vụ ở trong các cái bộ âm thanh ghép của chúng ta. Cái này chúng ta cũng có thể ghép vào các cái âm ni, ví dụ âm ni nội địa hoặc các cái âm ni mà cái vang của chúng ta bị hỏng, chúng ta có thể thay thế bằng cái vang rời này để chúng ta sử dụng. Thì nó rất chi là dễ thuận tiện, mà chúng ta chỉ chỉnh một lần thì sau đó là chúng ta phối hợp với các cái chức năng như mic hoặc là vang, hai nữa là music để chúng ta phối trộn với nhau là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái vang này có nhiệm vụ gì và cái chức năng của nó ra sao, thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và ở đây thì mình đang giới thiệu đến quý vị các bạn là một cái vang Kiwi Audio KF-X8 các bạn nhé. Thì ở cái vang này cũng thiết kế có hai đường vào GM và VLD đấy. Thế còn đây là echo, nút echo chính các bạn nhé. Còn đây là mic to nhỏ của mic. Còn đây là cái music của chúng ta đấy. Còn chế độ này là chế độ gọi là chống hú, khi chúng ta hát karaoke đông người lớn thì chúng ta có thể điều chỉnh để chế độ đó ở phải chế độ chống hú. Thì cũng thông thường như các cái vang của các cái hãng khác thì ở đây cũng được thiết kế 3 lỗ mic trước mặt đó. Thì bên này là để điều chỉnh cho chế độ vang nhạc của chúng ta đấy. Còn đây là mic chỉnh bass trung cao của quả tiếng, tiếng ca, tiếng mic của chúng ta. Thế còn đây là echo nhiều ít, còn đây là tín hiệu, chế độ đường vào. Thế còn bên này là music equalizer là để điều chỉnh cho cái chế độ nhạc của chúng ta đường vào. Thì chúng ta phối hợp hai cái này với nhau để làm sao tiếng hát và tiếng nhạc cân nhau để chúng ta hát các bạn nhé. Đấy là phía đằng trước thì nó cũng vẫn như các cái khác. Thế còn ở phía đằng sau đây thì các bạn cũng nhìn thì nó cũng rất là thiết kế cũng như đồng cấp như các cái khác, là đây là đường súp cấp cho chế độ là súp của chúng ta đấy. Còn đây là to nhỏ của súp. Thế còn đây là điều chỉnh tần số cao hay thấp của tiếng súp chúng ta cắt. Còn đây là cũng vậy. Thế còn bên này là center, chế độ center tơ sử dụng cho các cái đây hoặc là cái âm ni của chúng ta mà có chế độ center là cung cấp tín hiệu đường ra. Thế còn đây là EZL đường ra cho các cái âm ni hoặc là đẩy của chúng ta. Thì ở đây là hai đường vào AUX1, AUX2 AUX1, AUX2 nhé các bạn nhé.
Đấy, con này có hai đường vào, có thể sử dụng trong máy tính hoặc điện thoại hoặc TV của chúng ta. Chúng ta cắm đường vào ở đây. Và đây là cái khống chế cái music nhạc của chúng ta, đường vào to nhỏ. Khi chúng ta sử dụng trong cái sự kiện lớn hoặc là cái đông người thì chúng ta có thể khóa ở đằng sau này để chúng ta không chỉnh lớn ở đằng trước được. Còn hát gia đình thì chúng ta lên để ở cứ 12 giờ hoặc là to hết cỡ để chúng ta điều chỉnh đằng trước. Còn đây cũng là cái khống chế đường vào của cái mic của chúng ta. Còn đây là cái đường mic số 5 ở đằng sau. Thế còn đây là hai cái chế độ này cũng là gọi là đường ra thay vì các cái đường này. Nếu mà âm ly của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng các cái đường này để chúng ta kết nối xuống, hoặc loa sub của chúng ta thì chúng ta có thể cắm đường jack bông sen tại đây. Đấy, thì là chúng ta đã hình dung được cái này của chúng ta để chúng ta cắm. Như ở đây thì nó là có cả trung cả cao, chúng ta cắm vào đường đó thì không có chế độ cắt sub. Ví dụ đánh sub hơi thì buộc thì chúng ta phải cắm vào đường này thì để chúng ta điều chỉnh ở đây được, để chúng ta cắt các cái tiếng trung, tiếng cao hoặc là các cái lời cao chúng ta không lẫn vào sub quả nhé. Đó, thì mình quay cũng gần một chút để các bạn nhìn thấy ở phía đằng sau. Đấy, con này là khá là chạy rất là ổn định và rất dễ sử dụng. Đấy các bạn. Và rồi, các bạn cũng đã xem về chi tiết cái này. Thì các bạn cũng phần nào hiểu được cái chức năng, nhiệm vụ của cái vang của chúng ta ở trong các cái bộ đi ghép. Và rồi, quý cô chú cũng như anh các chị cũng đã xem về chi tiết về đằng trước, đằng sau của cái vang của chúng ta. Và nhiệm vụ giải pháp của cái vang này thì mình cũng đã nói ở trước nữa, để nó hòa quyện chung tiếng micro, tiếng mic của mình ấy, khi mình hát karaoke, và cái tiếng nhạc để trộn với nhau, đưa xuống cái phần công suất của đài để đưa ra loa cho chúng ta để chúng ta hát được. Và nó có cái tiếng vang đấy, tiếng nhại, tiếng vọng thì nằm ở trên cái thước vang này, thế người ta gọi là cái thước vang, để sử dụng cho các cái chức năng là nghe và hát karaoke các bạn nhé. Đấy, cũng được thiết kế các cái lỗ mic ở đây để chúng ta cắm vào. Thì khi chúng ta dùng bộ ghép thì chúng ta phải biết nhiệm vụ của cái này, có những nhiệm vụ gì mà chúng ta đang cần gì, thì để chúng ta điều chỉnh và nó được chính xác và nó hay và nó không bị chỉnh sai sang các cái chức năng nhiệm vụ khác các bạn nhé. Thì cái trong video hôm nay thì mình cũng giới thiệu với các bạn là phần 2 là cái chức năng và cái nhiệm vụ của thước vang nằm trong bộ ghép của chúng ta. Ở đây có nhiệm vụ gì, và khi mình đã tìm hiểu được hết tất cả các cái chức năng ở đây đấy, và mình sẽ cùng quý vị các bạn sẽ phối ghép cắm tất cả các cái thiết bị này vào thành một bộ hoàn chỉnh để chúng ta sử dụng. Thì ở video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu quý vị các bạn chức năng và nhiệm vụ của cái lọc xì thường gọi là equalizer, có nhiệm vụ gì ở trong cái bộ âm thanh ghép của chúng ta như này. Thì video này của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ để nhiều người chúng ta có thể hiểu thêm về chức năng nhiệm vụ của cái thước vang nằm trong bộ âm thanh ghép của chúng ta. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boys.